cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Úc trong Awards lần 2 2023. Qua thời gian phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi từ khắp nơi của những thí sinh gửi về. Trong tập phát sóng hôm nay sẽ là phần dự thi của các thí sinh. Thí sinh số nhanh 001 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm đến từ Hoa Kỳ. Thí sinh số nhanh 002 Phan Thục Đoan đến từ An Giang. Thí sinh số nhanh 003 Đặng Nguyễn Mỹ Ly đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh số nhanh 004 Nguyễn Công Tâm đến từ Cà Mau. Thí sinh số nhanh 005 Tần Sâu Hùng đến từ Cà Mau. Chim đa đa đâu nhắn đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, chưa mai sao cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa chén cơm đôi đũa bổ kỹ trà ai dân. Cầu tre lắc lẻo gấp gần khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ. Chào ban giám khảo, em tên là Đặng Nguyễn Mỹ Ly, sinh năm 1990, em đến từ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và sau đây là bài dự thi của em. Con chim đa đa đậu nhanh đa đa, chồng gần sao con không lấy đi lấy chồng xa, chứ mai kia cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa chén cơm đôi đũa chung trà ai dâng. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Úc trong Awards lần 2 năm 2023, em tên Nguyễn Công Tâm, sinh năm 1979, quê hương tỉnh Cà Mau. Em xin được phép trình bày phần dự thi của mình. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng là vì bị sắc tư phong, trời xanh quen thôi má hồng đánh ghen. Linh đinh
trời rộng sông dài, đoàn hàng một chuyến lần hồi sớm trưa. Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên đoàn. Cơm ngày hai bữa cầu no, dám đâu nghĩ chuyện cơ đồ diễn vong. Đời này có cùng như không, sớm còn tối mất bận lòng mà chi.